chương trình khuyến mại tri ân của các thương hiệu nổi tiếng luôn nằm trong kế hoạch săn lùng của chị em phụ nữ cũng như các gia đình. Một trong những chương trình khuyến mại đã và đang gây sức nóng trên thị trường hiện nay là chương trình khuyến mại của hãng thiết bị nhà bếp số 1 của Pháp, Braun, được tổ chức rộng rãi trên toàn hệ thống showroom và đại lý trên toàn quốc. Kể từ ngày 25 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 5, khách hàng mua các sản phẩm của hãng thiết bị nhà bếp của Pháp Braun sẽ được tặng tiền mặt và quà tặng lên đến 35-40% với nhiều ưu đãi cho chủ thẻ BIDV. Sau đây là một số sản phẩm trong chương trình lần này. Bếp cảm ứng từ Braun Cyclic TI1028B có 3 mặt nấu, 10 tính năng an toàn, nấu nướng nhanh, tiết kiệm điện, phù hợp với cuộc sống gia đình hiện đại bận rộn. Bạn có thể tiết kiệm gần 9 triệu đồng nếu mua ngay trong dịp cuối tuần này. Chương trình sẽ kết thúc vào thứ Hai ngày 30 tháng 5. Lò nướng đa năng Braun FE1022XS tiết kiệm năng lượng hạng A, có tới 7 chương trình nướng, tự động xác định nhiệt độ nướng, vân vân. Bạn có thể tiết kiệm hơn 5 triệu đồng nếu mua trước trong ngày 30 tháng 5. Máy hút mùi Braun AD919X hút mùi hiệu quả và đẹp sang trọng, vẫn sẽ được tặng 3 triệu 200 nghìn đồng nếu mua trước trong ngày 30 tháng 5. Khi mua các sản phẩm theo bộ, các gia đình còn tiếp tục nhận được những phần quà chính hãng giá trị như lò vi sóng Braun, cân thực phẩm Braun và máy pha chế cà phê chính hãng Braun. Braun là một thương hiệu thiết bị nhà bếp số 1 của Pháp với các sản phẩm đẳng cấp thiết yếu cho mỗi gia đình như bếp từ, lò nướng, máy rửa bát, máy hút mùi. Các sản phẩm của Braun có đặc điểm chung là hiệu quả về tính năng, tiết kiệm thời gian và nhiên liệu, mẫu mã sang trọng, mang lại nguồn cảm hứng lớn cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình. Trong các chương trình lần này, chúng ta hãy cùng gặp gỡ các nhân vật để tìm hiểu vì sao Braun lại được yêu thích đến vậy. Nhà thiết kế Helen Hoài, thương hiệu thời trang phong cách Pháp nổi tiếng ở Hà Nội. Trước đây khi mà sang Pháp chơi với cùng với chồng, khi mà đến thăm các nhà bạn chồng cũng như là anh chị em, thì thường là người ta đều thiết kế bếp rất là đẹp và rất là hiện đại. Thì một người phụ nữ hay thích nấu ăn nào cũng phải cảm thấy wow, sao nó lại đẹp như thế. Và khi mà trải nghiệm đồ ăn ấy thì thực sự là rất là tuyệt vời. Cũng rất là tò mò, tôi có đến xem và tôi thấy là người ta dùng, hầu hết là người ta toàn dùng cái hãng Braun. Thì tôi có bảo chồng là hay là mình làm nhà thì mình mang kiểu sách tay từ bên Pháp về. Thế sau đó thì là nghiên cứu ra thì nó sẽ rất là cồng kềnh và rất là nhiều. Tôi thấy là có một cái hãng phân phối bếp Braun ở Việt Nam thì chúng tôi vui quá và chúng tôi làm luôn. Và sau khi mà trải nghiệm xong thì tôi thấy là nó một sự lựa chọn tuyệt vời. Ở Việt Nam, Braun được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp thông qua công ty Chista Việt Nam. Đây là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền của các thương hiệu thiết bị gia dụng nổi tiếng thế giới. Cuối năm 2014, công ty Chista Việt Nam công bố về việc chính thức phân phối thiết bị Braun thông qua buổi launching thương hiệu tại khách sạn Marriott. Điều này thêm một lần nữa khiến các gia đình yên tâm lựa chọn Braun, các sản phẩm chất lượng cao để khởi tạo không gian cuộc sống như mình mơ ước.